Chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Chúc tất cả các bạn ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ nhé. Clip này thì chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật đến từ các bạn update Slash Vegas. Và nhân vật này thì mình thấy là rất ít bạn yêu cầu các bạn. Đó chính là Sleo, người bạn của chúng ta ngày hôm nay đây. Và ván chuột thì hôm nay Leo sẽ sử dụng cái ván chuột đến từ các bạn update Tokyo. Đó chính là cái ván Sakura các bạn. Cái ván này thì cái tỷ lệ yêu cầu khá là cao luôn. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một bạn phải nói là rất quen thuộc và thường xuyên kênh luôn. Và chính là bạn Từ Trang Đỗ. Xin chào bạn Từ Trang Đỗ nhé. Còn nhạc nền thì bạn Từ Trang Đỗ không yêu cầu, cho nên mình sẽ để mặc định cái nhạc nền ở cái bạn update Lạc Dương. Và trước khi bắt đầu khám phá Lạc Dương thì mình cũng xin chúc cho bạn Từ Trang Đỗ của chúng ta có một ngày mới luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé bạn Từ Trang Đỗ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Lạc Dương với Sleo và cái bản chuột Sakura nha các bạn. Xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Thank you.